Ê, đứng lại. Đứng lại coi. Gấp lắm rồi. Cái gì vậy? Em gấp lắm. Mạnh chết luôn à. Em nói cho anh nghe là hôm nay em rất là gấp. Em dặn anh đi coi hải sản tươi sống. Hải sản? Trời ơi, đây là chương trình gõ cửa thăm nhà mà, chứ không phải chương trình như là đi ăn hải sản. Bữa nay mình tạm gác cái chuyện đó qua hàng bên đi. Em hỏi anh là từ hồi đó tới giờ á, anh ăn di cá rồi đúng không? Ăn rồi. Mà anh có bao giờ anh thấy di cá mà trước khi bị làm thịt nó còn tươi còn sống ra sao không? Chưa bao giờ nhìn thấy luôn. Em dắt anh đi coi di cá tươi sống nè. Như vậy là đi đến thế giới hải sản đúng không? Không, có con bé này nè, nó nhỏ xíu hả? Nhỏ xíu con hả? Mà nó hay lắm nha. Nó là nó đánh bắt di cá tươi sống. Con nhỏ nào hay quá vậy? Nhỏ hay lắm. Nụn nào quá đi. Bị quá phải nào quý vị khán giả chứ. Đúng rồi. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Nôn nào quá, bây giờ phải lên coi mặt con bé đó. Anh nói gì quá trời quá đất rồi. Cương đây nè, tới rồi nè. Anh sao anh nè? Không có cô. Hello. Ôi trời ơi. Trời ơi, rồi biết ai luôn rồi. Đây không phải là bà chủ quán hải sản mà là má của con bầu ngư. Là vợ của anh Di Cá. Anh Di Cá, Ngọc Tiên. Ủa Hân ơi, có bánh Ngọc Tiên nhà không em? Có. Vậy hả? Hôm nay anh với chị Lan tới đây từ chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Chị là người mới gõ cửa đó. Bây giờ em có cho vô thăm nhà không? Sao mặt bé hoang mang quá. Kìa. À, Quách Ngọc Tiên. Mời chị tới đây luôn á. Rồi. Hôm nay anh với Ngọc Lan tới từ chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Tới đây muốn thăm nhà em mà không biết hai chồng em có cho vô không? Ủa, tớ mới báo em trước chứ sao làm bất ngờ như vậy? Không phải, quá chương trình là không có báo trước nha. Với lại chương trình đó là không có quy định là gõ cửa ai là cứ sọc vô, thấy không? Gia chủ cho vô thì mới vô, còn không cho vô thì hai anh em anh đi về. Dạ, về đi anh. Ờ, về em ơi, hỏi nó giờ. Không, mọi người ơi, chương trình trời tới giờ phát sóng rồi, phải đi vô rồi. Ủa, người ta không cho vô mà em vẫn mặt dày vô luôn hả? Anh ơi, giờ này liêm sĩ gì tầm này nữa. Thôi, vô. Em mời anh. Hai chồng giống mới ngủ dậy. Trời ơi, Tiên ơi, nhà em ấm cúng quá Tiên ơi. Ủa, nhưng mà hai vợ chồng ở đây rồi bạn Ngư đâu? Dạ, bạn Ngư đang ngủ trong phòng á. À, trong năm mới này nè, năm Tân Sửu nè, thì em có những cái dự án hay có những cái công việc nào mà em có thể bật mí cho khán giả được biết hay không? Dạ, trong năm mới này có thể đây là một cái dự án mà em bắt bủ lớn nhất cuộc đời em từ trước đến giờ. Là em với anh em ekip trong năm 2020 đã triển khai rồi. Là tụi em đã làm khâu tiền kỳ, em làm kịch bản cái phim điện ảnh Vi Cá Sự Trở Lại rồi. Là bắt đầu bước qua năm 2021 là bắt đầu anh em triển khai. Dự án của em định bấm máy vào ngày 31 tháng 3. Tranh thủ ra cho khán giả, tại thật sự khán giả cũng cứ comment, cứ nói anh Tuyên ơi, Vi Cá tại sao lâu dữ vậy, đến bây giờ em chưa thấy. Tới lúc tới thời. Thôi tới đỡ không kịp. Đó. Sao cuộc sống mẹ bỉm sữa một ngày trôi qua như thế nào? Đâu buồn tóc rối à? Hồi đó em chỉ ngủ dậy, tắm rửa đi học, chiều về tắm rửa ăn cơm, bài ngủ đi học. À, rất là tin girl. Dạ, về dướng nó, sáng về. Dướng làm sao? Dướng làm sao? Chán lắm hả? Dướng ngồi còn gì nữa? Hỏi cái hết hồn. Tự nhiên dướng nó. Bà rất là thiệt thà. Đó, sáng vậy là sáng thấy là cho trước rồi đó. Sáng là rồi, rồi. Rồi xong mình thấy ăn rồi cứ bố chơi, nó cũng chơi cũng bình thường, nó phải dạ, chơi dạ, trên đầu trên cổ em có vẻ hằng học con quá vậy. Khán giả cũng rất là muốn chương trình đến gõ cửa thăm nhà của Quách Ngọc Tuyên, cho nên là hôm nay là chương trình quyết định đến để mà thăm gia đình. Rồi muốn tìm hiểu xem là cuộc sống hiện tại của gia đình như thế nào. Rồi sau đó là mình đi ăn cơm. Thực sự hôm nay là không nghĩ là sẽ tiếp mấy anh em ở bên chương trình. Lịch trình của hai vợ chồng là về quê. Tại vì những ngày này á, thì bữa nay em mới tranh thủ được nghỉ nè. Gần như là hôm giờ đêm ngày nào cũng ngủ cỡ 3-4 tiếng, 4-5 tiếng là cao. Em làm gì Tuyên? Đi cài anh. Chơi anh ơi, họ mấy giờ chở hai đứa em về quê luôn là được. Thôi giờ gì đi. Đó giờ là anh em biết nhau. Và anh cũng coi Tuyên mấy lần mà về quê, coi trên Facebook, trên YouTube thôi, mà chưa bao giờ được về quê cùng với em. Thôi em tiện ngày hôm nay. Đúng không, về thiệt á hả? Ừ, nó thiệt mà. Còn em đi đâu anh theo đó. Chưa giờ em gãy ngang cái tội nghiệp hai anh em anh. Đúng rồi. Anh với Lan sẽ ngồi đây đợi. Hai chồng vô chuẩn bị hành trang đi ha. Rồi tụi mình cùng về quê Quách Ngọc Tuyên. Nghe. Đi đây.
tới nhà em rồi. Lần đầu tiên anh mới được về nhà em đó. Anh lần đầu tiên anh Hoàng Mèo, mấy anh em kia về nhiều lắm rồi. Vậy đó hả? Anh Chí Tài, anh Linh, anh Quang Lê. Anh không được mời á. Ủa mẹ đây. Dạ. Con chào hai MC. Dạ, chào con. Chào Quách Ngọc mẹ. Nè, nói. À bà nội đi. Còn chơi game hả? Cùng bài miếng coi. Trời đồng đau quá. Đó, mẹ con là vậy không á. Đây nè, con dâu nữa nè, chưa hôn nè. Đó. Con dâu này hả? Hôn chứ. Rồi, đó. Dễ thương quá. Tuyên ơi, dạ. Mẹ ở đây rồi, ba đâu? Quách Ngọc ba đâu? Ba. Con chào chú. Vô. Bây giờ vô nhà nghe. Dạ chú, cho con hỏi là ngoài Ngọc Tuyên ra thì là gia đình mình còn mấy người con nữa chú? Bốn. Tuyên thứ mấy chú? Năm. Bước cái nhà này là bây giờ là ai ở chú hả? Hiện tại giờ là ba mẹ. Ủa Tuyên, ở em có định là cất nhà, là sửa nhà rồi không Tuyên? Có chứ, ước nguyện của em là em sẽ cố gắng cài rất nhiều tiền. Về em làm lại cái nhà cho ba mẹ. Cái ý định này nói với ba mẹ lâu lắm rồi. Là bữa cũng định làm trong năm nay mà ba chưa cho. Cố gắng năm sau cài đủ tiền thì về làm. Anh nghĩ rằng là cái điều nguyện vọng đó em sẽ làm hiện thực. Anh nghĩ là chắc chắn là sẽ được. Lúc mà Tuyên mới vô nghề rất là khó khăn. Thì khó khăn. Chú thấy sao? Thì con thương con nhưng mà con nó... Cái nghề đó thì động viên cho nó đi tới nữa. Thật sự là những cái khó khăn đó hầu như là giấu. Anh không muốn chia sẻ cho ba mẹ thấy được những cái khó khăn đó của cô mình. Chú mới biết sau này lúc mà Tuyên nó đứng được một góc nào đó của sân khấu đó. Tuyên, em có nghĩ rằng là cái lúc mà em khó khăn đó Tuyên, nếu như mà không bám trụ được với nghề, anh hỏi đó nha, có khi nào mà em nghĩ rằng là em trùng chân mỗi gói và em chịu hết nổi rồi thì em về quê không? Trong đời em đúng một lần, là em làm nghề mười mấy năm rồi, đúng một lần là em nghĩ là chắc là mình không theo nghề được, chắc là ông tổ không chọn mình. Là em còn nhớ cái thời điểm đó luôn là anh Hữu Lộc mới mất, là sân khấu Nụ Cười Mới tạm ngưng một thời gian, không đi làm không gì hết, tối ngày cứ ở nhà. Rồi cứ nghĩ trong đầu không biết cái gì rồi sao, rồi liệu mình có được tồn tại với nghề được không nữa. Nhưng mà đụng cái là cái suy nghĩ đó của em thoáng ra chưa được 2 ngày. Nhưng mà lúc đó em phải tự vực dậy, em nói không được Tuyên, nếu mà bỏ nghề giờ không biết làm gì. Cố gắng rồi bắt đầu lúc đó lao đầu vô làm. Em cảm giác như giống như là khi mà anh Hữu Lộc anh nằm xuống á, anh rất là thương anh em Nụ Cười Mới và phù hộ cho anh em rất là nhiều. Bởi vì cái giai đoạn mà anh nằm xuống với tất cả mọi người trong sân khấu Nụ Cười Mới đều bấp bênh, và mọi người đứng ở cái ngưỡng là gần như là muốn bỏ nghề, bởi vì nó không còn một cái tia hy vọng nào hết. Nhưng mọi người, những ai mà có thể cố gắng vượt qua được cái giai đoạn đó là họ sẽ thành công. Thì đúng là nói về anh Lộc là có rất nhiều cái để nói. Cái tình cảm mà anh Lộc dành cho những anh em lớn nữa thì em không biết, nhưng mà đối với những đứa em tụi em đó, thì khủng khiếp lắm. Anh Lộc làm tất cả những gì cũng đều nghĩ cho tụi em hết. Từ ở trong bản thân em á, em cảm giác là em quý, em tôn trọng anh Lộc. Và đúng là cái khoảng thời gian như lúc nãy anh Lan nói á, là anh Lộc nằm xuống á, sân khấu Nụ Cười Mới tạm ngưng, thì tất cả những anh em trong sân khấu đều bấp bênh hết. Bản thân Tuyên cũng vậy. Nhưng mà không biết từ đâu nữa, cũng có thể là một phần, thứ nhất là do bản thân mình. Thứ hai cũng nghĩ cho ông anh mình, thật ra anh cũng không muốn như vậy. Nếu mà anh nằm xuống mà mình lại bỏ nghề thì mình quá dở rồi. Đó, chính vì vậy là đó là một cái động lực nữa, để cái tinh thần nữa để em vực dậy. Một cái giai đoạn anh Tuyên khó khăn em cũng có biết sơ sơ, là bởi vì lúc đó là Tuyên mới vừa mua cái căn hộ nãy mình ghé đó, là nó chưa hình thành nữa. Nó mới là xây cái móng thôi mà cố gắng đeo, mỗi một tháng đóng rất là nhiều tiền. Mà thời điểm đó thì kinh tế cũng rất là eo hẹp, xô chậu. Lúc đó anh Quách Ngọc Tuyên là cũng chưa có cái tên Quách Ngọc Tuyên luôn, chẳng là cái gì cả. Đúng rồi, chỉ là may mắn bước ra cái khán giả nói thằng này diễn viên chưa được gọi là cái tên Quách Ngọc Tuyên nữa. Nhưng mà không hiểu động lực từ đâu, và anh Lộc mất là 2010, bắt đầu em mua cái nhà đó là 2013, là em đúng nghĩa liều luôn á. Em mua căn nhà đó là em có 20 triệu. 20 triệu đó mà chưa được bỏ trong túi nữa là tiền đó, tiền phim đang thiếu. Em vừa mới xong cái phim kia, thiếu em 20 triệu, còn 20 triệu bên đó đó mà em dám đi mua cái nhà đó luôn. Ôi gan vậy, rất là giỏi. Gan vậy mới có được cái tổ ấm giờ đúng không? Tại vì nó là em cũng được anh em xung quanh thương, là ở dưới quê cũng được dì, một người dì nói là con cứ mua đi, dì cho mượn chút đỉnh đó, coi như là lấy cái đó đặt cọc. Rồi ở trên kia thì được anh Linh đó, anh Linh nói tốt với em, mày mua đi anh hỗ trợ mình. Tốt. Anh Linh
anh Linh đã cho em mượn 150 triệu. Và rõ ràng mà nói là cái thái độ sống của anh Tuyên như thế nào thì tất cả mọi người mới hỗ trợ anh được nhiều như vậy. Cô, khi mà Tuyên khó khăn đó cô, có bao giờ gọi điện về than vãn với mẹ không? Không bao giờ, không có một lần. Từ dạo này nó mới dễ nói. Đến khi mà cô biết hết những cái khó khăn của anh Tuyên thì nhìn lại thì cô thấy con mình như thế nào? Thương thương nhiều lắm. Nhớ hoài luôn à. Là cái đợt đó là ở trên Sài Gòn là trong người không còn ngàn luôn, hết tiền luôn á. Khoảng năm 2005, 2006 gì đó. Rồi cái chạy về nhà, cái bữa đó về cũng không có tiền luôn. Cũng không dám mở miệng xin mẹ, xin ba tiền để lên hết á. Nó đi tới đi lùi hoài. Lặng lặng rồi cái tới giờ cái hồi thưa ba nó lên, thưa mẹ nó lên, lên tới trên đó. Lấy cái cặp ra, tiền tới từ giấy 50 ngàn để trong đó. Thấy 50 ngàn đó ngồi khóc hoài luôn á. Là mẹ âm thầm mẹ bỏ tiền vô trong cặp rồi nào không ai. Tại vì nó hỏi từ hẹn lên tới ban lên rồi đi vòng vòng lát giả thừa nữa ba lần nữa. Nãy giờ con thưa mẹ mà xong chưa đi. Cô mới lén là cô bỏ đó là biết là nó không xin tiền rồi. Dạ. Giờ lên cho nó mới phát hiện được. Tại vì biết ba với mẹ cũng khổ, ba mẹ cũng không có tiền. Năm anh em tụi em quậy, nhưng mà em với hai người anh trai là ba anh em có thỏa thuận với nhau, quậy cứ nào quậy chứ. Thứ nhất, cái điều tuyệt đối là không giờ được lấy tiền nhà. Ba anh em chưa bao giờ biết thò tay ăn cắp tiền. Dưới quê thường thường ai cái lấy tiền ba mẹ 500 ngàn, 1 ngàn đó. Ba anh em mà chưa bao giờ làm điều đó. Chị là anh phải có mối quan hệ tốt với nhà cung ứng lắm đúng không anh Tuyên, xong rồi mình lấy về với cái giá mà ngoài thị trường không có đúng không? Không, cũng vậy mà thôi, cũng có thể là do họ quý mình, họ để một cái giá tốt hơn chút xíu, nhưng mà chắc chắn anh hứa em là anh có lợi rồi. Nghe thấy thương dễ sợ luôn á. Đó, trời ơi ngon quá à. Em thấy là tay nghề đầu bếp rất là xuất sắc nha. Tăng lương nha. Thôi bậy chết anh. Ngon nha. Bây giờ là giá anh làm là giá bình dân cho khách ai cũng ăn được. Và anh kể cho Vy nghe cái này nè. Có vài anh chị dễ thương lắm. Mọi người nhắn tin với anh luôn, nói Tiên ơi có thể cho chị coi được cái menu được không. Chị cũng nói thẳng luôn là tại vì chị sợ là thường thường là quán nghệ sĩ giá nó rất là cao. Có thể là các anh chị khách mà còn sushi nữa. Mọi người định hình trong đầu là giá quán nghệ sĩ rất là cao và ăn sushi nữa mọi người ngại. Sushi nữa đúng rồi. Thì bây giờ cái anh mới chụp cái video mình gửi cho các anh chị. Anh chị nói cái gì vậy? Cái gửi lộn không ạ? Đúng vậy. Là các anh chị chưa kiểm chứng chưa ăn nữa rồi tới đây ngồi bàn ở đó luôn ngồi ăn. Ăn xong đưa cái view ra mọi người mới thiệt luôn hả Tuyên? Mọi người lúc đó mọi người mới tin đó. Trời ơi. Ăn đó. No bụng nguyên gia đình ăn no bụng mà ngon, cái giá, mà cái giá là... Em, là để gọi mà hai vợ chồng hai đứa con tới đây ăn ăn mà để mà no ăn luôn có luôn chiếc thuyền này đó thì anh nghĩ tầm 1 triệu đổ lại. Bông. 1 triệu đổ lại có nước uống đầy đủ đã luôn á. Bây giờ mới tính là chiếc thuyền này 345 đúng rồi anh lập lĩnh nó không chắc chắn anh nhớ nó là như vậy mà thì anh tính em nghĩ là anh chỉ cần tính trên cái bàn này là em thấy đủ rồi đó là đủ no rồi đó. Đúng rồi 345 là chiếc thuyền này. 345 thuyền đại là 399 đó. 345 nè. Cái đó 125 nè. Là 400 mấy à. Ừ, anh cái hỏi em à. 69 ngàn nè. Rồi cái dĩa này như là 89 ngàn ha. Là có 500 mấy rồi coi như chưa tới 700.
thêm một cái này nữa luôn á, cho no luôn á, là rồi. Cái tầm khoảng chừng nhiêu? Mấy bé thường thường thì lại thích ăn những cái trứng rồi đó. Đó mấy cái này nè. Ừ. Đó giống như trứng cá hồi này 2 cuộn có 49 ngàn. Trời ơi thôi. Trứng cá hồi ta nha. Nè cái này 55 ngàn. Cái này 55 ngàn. Ờ em nói không à, em mua là 77 là 60-70 ngàn, có 2 miếng thôi là được 5 miếng đúng không? Là đúng cái diễn này là nó sao là nó y chang như vậy. Em yên tâm đó, giống như cái miếng nãy em dùng ở góc đó. Thôi có những cái này giống như sushi trứng cổ chỉ 25 ngàn thôi, đúng 4 miếng. Nhưng mà ngon nha. Tại vì em đó, em nói em ăn sushi và cái món này em thích là em ăn rất là nhiều. Cái cuộn ở đây nó rất là chất lượng luôn. To. Có những chỗ cái cuộn như xíu xíu như này nè. Em order về xong rồi em nói ủa cái gì? Mini cho em bé ăn. Rồi đã là 100 mấy rồi. Xuất sắc quá. Anh bây giờ mình có cái deal này được không? À, lợi cho cả anh và lợi cho cả MC của chương trình là em đây. Mình chơi một cái trò chơi đi nha. Đừng gài anh nha, anh khờ lắm mới vui. Em gài anh là chắc rồi chứ nghĩ sao không gài anh. Chơi xin miếng khăn giấy em Vân Anh. Cho chị miếng khăn giấy. Ăn lên cái nó xong lên mũi. Coi lên bàn cái này để mấy bé đợi nha. Không ăn bị gì đi tới đi luôn khó đúng không? Hả? Đi ra đi, bây giờ đi được rồi đó em. Bây giờ đi đi. Tự nhiên bắt nhốt nhỏ vậy. Ủa khách đang chờ hả? Trời ơi, tội nghiệp quá vậy. Xin lỗi cả nhà nha. Cho tiêm tí xíu nữa. 5 phút. 5 phút thôi, mình đáng quay cho nhanh đi. Chơi game đi. Rồi, vô luôn nha, nói tiếp luôn nha. Em là người đặt câu hỏi. Sách kèo gì vậy? Bây giờ thắng thua sao? Đưa menu cho khách chọn món trước đi. 50 triệu đó, rồi chị sẽ đưa em chọn đời nha. Anh Hưng, khách còn đứng được kia rồi, nói khách ngồi ra nhờ, ngồi chung với mấy bạn chắc được mà. Trời ơi, mở rộng lên em tận dưới đi. Có chỗ cho khách người ta tới kìa. Chưa dám đâu. Để mở ra chứ. Vui ăn bánh canh. Để bánh canh ở dưới được cái này. Tí nữa anh sẽ nói cái đó. Tí nữa Quy sẽ nói cái đó kìa. Em hỏi trả lời có 10 câu ai nhiều hơn đã bán rồi anh chị xét kèo đi xét deal nghe như nãy em nói anh xét deal anh đừng ngạc nhiên nha không mà nhạc giờ bộ ngạc nhiên mà cũng ok nha thấy cái này nha nhầm nhò gì anh Tuyên trời ơi cái deal này quá trời già cũng có nhầm nhò gì hết trơn cho 50% cổ phần thì mới nhầm nhò rồi nha quay nha mày quay nhanh nè rồi bây giờ á theo luật của chương trình thôi bấm rồi đó đang bấm theo luật của chương trình thôi chứ không phải là em gài anh gì đâu nhưng thực sự là em cũng gài anh đó bây giờ em thấy ăn ngon quá rồi mình sẽ chơi một trò chơi nha nếu như mà em thắng thì em sẽ được miễn phí trọn đời ở quán anh trời chuyện nhỏ chuyện nhỏ mà nước mắt rơi không thật sự lúc nãy anh định nói luôn rồi đó anh nói nếu cần Tú Huy tới anh sẽ nhưng mà không ngại nha anh Tiên sẽ miễn phí trọn đời cho Tú Huy thì lát nữa anh chơi anh nhường em mà anh tới ăn em thèm tới ăn thôi nhường em thắng thôi xong rồi nếu như mà anh thắng thì nếu như mà ủa nãy đang nói em thắng thì em được free trọn đời ở đây đúng không còn nếu mà còn anh thắng thì sao là coi như voucher 50 triệu đi cho dữ dội ủa em ăn trọn đời nó khủng khiếp hơn chứ đúng rồi khủng khiếp hơn chứ sao mà 50 triệu em tính coi chừng bị lỗ quá em lỗ quá lỗ thôi bây giờ em chỉ đi. Cần thèm một tháng em thèm chừng 5 lần thôi đó là đó là dữ dội rồi em tới ăn chừng 1 triệu đúng rồi trọn đời còn nếu như mà em thua thì em sẽ đến ăn bỏ tiền ra và bia cho anh trọn đời thì gớm anh có cần không làm gương mặt đại diện cho anh luôn cần không em nên suy nghĩ lại nha sao vậy anh thấy em đang lỗ quá không sao hết em không có gì đó. Ngoài danh tiếng trời ơi cái hình ảnh của Tú Huy chưa thấy ghê hình ảnh Tú Huy mà làm quảng cáo phi cho sushi anh đi cá trọn đời là khủng khiếp lắm á được không anh chơi không anh chơi nha mà thí dụ Tú Huy mà vô trong xã đoàn của Quách Đầu Tiên trong phim đi cá nữa trời ơi được quá ê để về em tập tại cho có cơ vô xã đoàn cho nhìn cho ngầu nha ok chơi không suy nghĩ không có nuốt lời nha em nuốt lời nha
mà cho dù mà thôi chơi đi nè, rồi vô. Để cho đẹp bà ơi. Em làm gì vậy? Em để cái chuông đây nè. Rồi ok rồi, tiếp. Ai bấm trước, trả lời trước. Ủa? Bấm mạnh lên nha. Mọi người đập á. Dạ. Rồi. Em hỏi. Thấy trò chơi là đầu tiên luôn. Không, chưa thấy gì hết. Trời con thiệt. Em làm gì gian xảo lắm vậy? Em xin lỗi chị. Cái này bỏ vô đây. Ừ. Rồi. Nha. Em thua quá. Có 10 câu hỏi anh trả lời được nhiều hơn người đó thắng. À. Câu hỏi luôn mình bắt chữ đấy nha anh chị. Con công bị chết thì gọi là gì? 5 4 3 2 mất công. Sai. Mất công. Mất. Đúng rồi, mất công. Không luôn rồi anh là gì? Ủa anh trả lời sai là thắng rồi. Không anh trả lời. Con công bị chết hả? Ừ. Con công. Công đai. À em biết rồi. Công tử. À chết là tử đúng không? Công tử. Dạ rồi. Nhìn hình đoán chữ. Cái gì mà ngôi sao rồi xong rồi cái chữ mà có 6 chữ. Gợi ý đi, hỏi gì em đang hỏi gì? Nhìn hình đoán chữ. Nhìn hình. Ngôi sao đám lửa, sao lửa hả anh? Lửa mày cháy gì hả? Anh mạng gì ạ? À? Sao hả? Ủa? Sao hỏa? Dạ đúng. Trời không ạ. À. Trời hay vậy. Tiếp theo. 10 câu. Giả sử bạn là giáo viên trong lớp học có các học sinh tên Hoa, Bình. 15 phút sau có thêm Hải và Kiệt vào lớp, hỏi giáo viên tên gì? Hết. Tên Hoa. Bình. Tên Hoa Bình là gì? Giáo viên tên gì kể giáo viên chứ. Ừ. Liên quan tới mình. Đúng rồi, tự nhiên hỏi chi? Hỏi lại câu hỏi, giả sử bạn là giáo viên trong lớp học các học sinh tên Hoa Bình, 15 phút sau có thêm Hải và Huyền vào lớp, hỏi giáo viên tên gì? Hoa Bình, Hải Huyền. Trong lớp Hoa Bình. Giả sử bạn là giáo viên. À giả sử bạn là giáo viên phải không? Thì giáo viên là tên Vi. Hai một. Ủa? Thầy tên. Nhìn hình lấy chữ à? Con kiến đi ngủ. À, ủa, con kiến đi ngủ sao mà con kiến